Vâng, hello, xin chào các bạn đã đến kênh livestream của bác sĩ thẩm mỹ Lê Viết Văn. Thì hôm nay bác sĩ cũng thăm khám và hướng dẫn mặc áo định hình cho những khách hàng thân thương của bác sĩ Văn. Thì bác sĩ cũng giới thiệu tất cả những vị khách trong phòng này là của bên thẩm mỹ bác sĩ Văn hết. Cũng như mấy lần mà trên trang mạng là nói bác sĩ lấy hình ảnh của những bác sĩ khác, thì hôm nay bác sĩ sẽ đến hỏi từng khách là đúng của bác sĩ Văn nha các bạn. Em Hoa ơi, cho anh hỏi là mình có phải làm bên bác sĩ Văn không em? Thì hôm qua tới giờ nó có đau nhiều lắm không em? Thì bác sĩ đặt xe máy và đi đường gì cho em ha em Hoa? Đây là khách hàng đặt size 340 đi đường nách và cũng rất là tỉnh và cũng không có đau nhiều lắm nha các bạn. Thì tiếp theo đây là một vị khách của bác sĩ Văn, cũng là hút mỡ bụng với lại năng ngực. Em ơi, cho hỏi em có phải làm bên bác sĩ Văn không em? Dạ. Đúng rồi. Thì hôm qua là mình đặt túi gì hả em? Dạ, đi đường gì hả em? Dạ, đi đường chân ngực. Rồi, đây là một khách hàng đặt size túi 355 Euronomics và đi đường chân ngực. Thì hôm qua giờ mình có đau nhiều lắm không anh Trinh? Dạ, ít thôi nha các bạn, cũng không phải là đau nhiều lắm. Thì các bạn cũng có thể là những vị khách của bác sĩ Văn là rất là tươi nha các bạn. Em Huỳnh Như ơi, cho anh hỏi hôm qua là em cứ nằm đó. Thì bác sĩ đặt cho em là túi gì, là xe máy hả em? Xe 340 là mình đi đường gì luôn hả em? Dạ, em đi đường nách. Đi đường nách. Và hôm qua mình tới giờ mình có đau nhiều lắm không em? À, đây là một khách hàng. Đây là khách mình như là đã đặt xe túi Euronomics và đi đường nách, và hôm nay cũng không có đau nhiều lắm nha các bạn. Thì tiếp theo là vị khách này là Thu Hà. Em ơi, cho anh hỏi mình có phải đặt của bác sĩ Văn không em? À, hôm qua mình đặt túi gì em? Đây cũng là Euronomics size 355 và hôm qua mình đi đường gì em? Hôm qua là treo xa trễ, thì bác sĩ đã treo xa trễ theo cái đường quần, không có phải là đường chữ T hay là mỏ neo, thì hạn chế cái sẹo tối đa. Và hôm nay mình có đau nhiều lắm không em? Đây, mặc dù ngực cũng treo xa trễ nhưng mà cũng không đau nhiều lắm nha các bạn. Cho nên các bạn muốn nâng cấp vòng 1 thì đừng có ngại ngùng. Và những vị khách là bác quay thực tế là nó không có đau nhiều lắm như mình tưởng tượng nha các bạn. Anh Liễu ơi, sao thấy tươi quá là cũng ít đau lắm phải không em? Cho hỏi hôm qua mình có phải nâng bên bác sĩ Văn không em? Vâng, đây cũng là một khách hàng đang ở bên bác sĩ Văn ngày hôm qua luôn. Thì mình đặt xe túi mấy hả em? Túi nano. Mình đi đường gì luôn em? Đi đường nách. Đây cũng một vị khách hàng đi đường nách và cũng rất là khỏe nha các bạn. Hôm qua mình có đau nhiều không? Ít thôi nha các bạn. Để ăn, đây cũng là một vị khách tiếp tục của bác sĩ Văn nha. Xin chào em. Cho hỏi hôm qua giờ mình có đau nhiều không em? À, cũng hơi bớt bớt rồi nha các bạn. Mình đi đường gì vậy? Dạ, em đi đường nách. Vâng, thì tất cả những vị khách của bác sĩ Văn là đi đường nách, thì hầu như mổ ngày hôm qua và ngày hôm nay thì rất là khỏe, và đau thì cũng chút chút thôi chứ không phải là đau nhiều như mình tưởng tượng nha các bạn. Vâng, em Nhất ơi, cho hỏi bữa nay mình khỏe nhiều không em? Mình có phải làm bên bác sĩ Văn không em? Vâng, cũng vị khách này cũng làm bên bác sĩ Văn luôn nha các bạn. Và những người khách này đó thì hôm nay là bác sĩ đa số là mặc áo định hình hết và hướng dẫn toàn bộ. Và tiếp theo thì bác sĩ qua đây. Em ơi, cho hỏi thấy cười là cũng thấy là các bạn thấy khách hàng của bác sĩ Văn mỗi ngày hôm qua và ngày hôm nay là cười rất là vui, thì chứng tỏ là cũng không có đau nhiều nha các bạn. Vâng, thì đa số những khách hàng là nâng cấp vòng 1 ở bên bác sĩ Văn thì các bạn cũng đã thấy quan sát rồi đó, hầu như là đau rất ít nha các bạn, vì cái gói giảm đau ở bên bác sĩ Văn rất hiệu quả. Vâng, cảm ơn em nhiều nhé. Vâng, xin chào tất cả các bạn.